năng lọc được những virus và vi khuẩn với kích thước là 0.0024 micromet. Tối khi mà chúng ta ngủ thì cái máy không gây tiếng ồn, rằng đó là giống như là mình ngủ trên thảo nguyên. Và Thơ cảm thấy rất là hào hứng khi nhận được siêu phẩm này và xin mời cả nhà chúng ta cùng nhau để có thể trải nghiệm. Đây các chị, rất là đẹp, rất là gọn, rất là tiện lợi. Chúng ta có thể là di chuyển, cầm đi rất là nhẹ nhàng. Tối khi mà chúng ta ngủ thì cái máy không gây tiếng ồn, ánh sáng rất là dịu, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Trong cái quá trình ngủ thì Thơ cảm giác được rằng là giống như là mình ngủ trên thảo nguyên vậy. Một cái không khí rất là sạch, rất là tinh khiết và làm cho chúng ta có thể có được một cái giấc ngủ sâu, chất lượng. Máy lọc không khí Mini Sky của Amway với một cái cấu trúc rất là thông minh. Thứ nhất, nó có một cái lớp vỏ bảo vệ, lớp vỏ này bằng nhựa cứng nhé các bạn nhé. Và cái nhựa này là chống chảy các bạn này. Sau cái lớp vỏ bảo vệ thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái màng lọc, đúng không ạ? Màng lọc này nó gồm có ba cái lớp màng lọc khác nhau. Cái màng bên ngoài đó chính là màng lọc bằng màu đen này các bạn này. Đấy là tiền xử lý những cái lông, những cái tóc hoặc những cái bụi lớn, kích thước lớn. Và cái màng lọc thứ hai nằm ở giữa đấy các bạn, đó chính là màng lọc carbon. Và cái màng lọc thứ ba là nằm trong cùng đấy các bạn, đó là màng lọc HEPA. Đây là cái màng lọc mà có khả năng lọc được những virus và vi khuẩn với kích thước là 0.0024 micromet. Nó có những cái giấy chứng nhận về Energy Star, tức là về cái việc mà bảo vệ môi trường và nó có thể là tiết kiệm năng lượng. Và cái việc mà thao tác lắp đặt cũng rất là dễ thôi. Các bạn có thể đặt vào đây và các bạn có thể làm nhẹ vào là xong. Và sau đó các bạn lắp ráp lại rất là đơn giản. Đó, như vậy là xong. Cái máy lọc không khí chúng ta đây các bạn hầu như là không sinh ra tiếng ồn, nên trong cái giấc ngủ chúng ta phải nói rất là sâu và êm. Với cái máy lọc không khí của Amway này, chúng ta có thể kết nối với điện thoại. Đó là một trong những tính năng Đại rất là thích, mà mình có thể kiểm soát được cái chất lượng không khí trong gia đình của mình thông qua cái thiết bị di động. Và Đại tin rằng đây là một trong những sản phẩm rất hot. Thông qua những cái sản phẩm máy lọc không khí như thế này, có thể được cung cấp cho khách hàng, nhiều khách hàng được trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời này, và chúng ta cùng đem đến cho khách hàng một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy cùng trải nghiệm với máy Amway.